Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 20 tháng 4 năm 2013. Clip này chúng tôi đang quay từ đồ gỗ Đức Hiền, từ trên tầng 6. Và phía xa xa là ở trạm bơm Vân Từ, với bên dưới là làng Vân Từ với nghề truyền thống nổi tiếng về cắt may. Và phía xa hơn nữa là làng nghề Phú Yên, chuyên về giày da. Thế check về phía đằng này là bên xã Chuyên Mỹ, chuyên về làng nghề khảm chai và sơn mài, với làng Bối Khê nổi tiếng với nghề sơn mài và đồ gỗ. Chúng tôi hiện nay đang quay từ trên tầng 6 với một cái sàn rộng như thế này. Và đây, từ đây đang phóng mắt vào trong vùng làng nghề Đại Nghiệp của chúng tôi. Làng nghề Đại Nghiệp là làng nghề mộc có truyền thống từ lâu đời, với nhiều sản phẩm đã từng vào cung vua phủ chúa. Và từ năm 1948 thì làng tre quê tôi được đổi thành tên thành làng Đại Nghiệp. Và từ đến nay thì cái tên tuổi của làng mộc Đại Nghiệp đã được vang xa đến khắp các cái thị trường ở trong nước và quốc tế. Đứng từ trên tầng 6, khi quay phía xa xa kia thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái biển làng nghề Đại Nghiệp, nhưng mà nó vì hơi xa cho nên trông nó hơi khó. Còn đây là cánh đồng mênh mông bát ngát của làng Đại Nghiệp. Và phía tít phía xa kia chừng 4 km thì là quốc lộ 1A cũ. Phía dịch phía đằng này là bên làng Khê, cũng thuộc xã Tân Dân. Trọng kính mời quý vị bớt chút thời gian một lần về thăm quê hương làng mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, một miền quê yên bình với những cái con người lao động cần cù và với những sản phẩm đồ gỗ tinh xảo. Mời quý vị xem thêm tại đồgỗđứchhiền.com hoặc gọi điện thoại trực tiếp cho kỹ sư Đức 0984 666 999. Đồ gỗ Đức Hiền xin tạm biệt quý vị.